Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số nội dung đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần tin chi tiết. Bộ đội biên phòng Long An đưa vào sử dụng 36 trên 36 chốt bán kiên cố phục vụ công tác phòng chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị nhiều giải pháp để duy trì sản xuất. Tin thế giới, người Afghanistan tại các nước hướng về quê hương. Thưa quý vị, để bảo đảm điều kiện ăn ở tại chỗ, bám trụ lâu dài cho cán bộ chiến sĩ ở các chốt phòng chống dịch COVID-19, đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã xây dựng và đưa vào sử dụng 36 trên 36 chốt bán kiên cố theo mẫu, thay các chốt tạm bợ trước đây. Những nhà chốt bán kiên cố này có diện tích trung bình khoảng 40m², nền láng xi măng, khung làm bằng thép tiện chế và những vật liệu chắc nhẹ. Toàn bộ mái và dách được dựng bằng tôn cách âm, cách nhiệt, được chằng néo để chống gió lật. Ngoài diện tích làm việc và nghỉ ngơi, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn thiết kế bếp nấu ăn, khu vệ sinh, vườn rau xanh, đồng thời được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ lắp đặt các cột chống sét tại các chốt để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ trong những tháng mùa mưa. Trước đây thì chưa có những chốt kiên cố như này, thì anh em thường xuyên là bám đường biên là sử dụng những cái lều bạt không kiên cố, thì vào đầu mùa mưa là thường dông tố sét rất là nguy hiểm. Có khi là trời dông là gió thổi, có khi là bay hết cả các đồ đạc ướt hết luôn là anh em ấy, thì rất là nguy hiểm. Rất là may được sự quan tâm của cấp trên này, đảng nhà nước cho anh em xây dựng cho anh em chốt này để yên tâm hơn trong công cuộc chống dịch của mình. Hiện nay, trên địa bàn biên giới tỉnh Long An đang duy trì 36 chốt cố định, 6 tổ tuần tra lưu động và 3 tổ công tác cơ động. Ngoài các chốt cố định này, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn tổ chức tuần tra và luân phiên túc trực tại các khu vực khác dọc theo tuyến biên giới, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Để kịp thời ghi nhận, động viên tinh thần lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, cũng như hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà các chốt kiểm soát dịch COVID-19, người dân trong vùng cách ly y tế, ghi nhận từ một số địa phương. Tại huyện Tân Hưng, lãnh đạo quyền ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm khu vực cách ly y tế tại cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Lợi với 27 hộ dân, tặng mỗi hộ một phần thực phẩm gồm 10 kg gạo và một thùng mì tôm, một chai nước sát khuẩn, đồng thời động viên các hộ dân trong khu cách ly thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch, cố gắng giữ sức khỏe vượt qua khó khăn. Đoàn cũng giao Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lợi 103 phần quà để xã trao tặng các hộ dân còn lại trong cụm dân cư. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở các xã Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu và Vĩnh Châu B. Lãnh đạo huyện Tân Hưng ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các lực lượng và động viên các lực lượng tiếp tục vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại huyện Vĩnh Hưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vừa phối hợp với Ban Dân vận quận ủy đến thăm hỏi động viên tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các tổ chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 thuộc đồn biên phòng Bến Phố, đồn biên phòng Long Khốt và đồn biên phòng Tuyên Bình. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi và động viên các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Được biết, trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Trị và Vĩnh Bình đã tổ chức gói hơn 1.000 cái bánh ít và hơn 500 đòn bánh tét tặng các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Tại huyện Đức Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp cùng Mạnh thường quân trao tặng 200 phần quà là nhu yếu phẩm cho bà con 4 xã Hữu Thạnh, Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Thượng và Đức Hòa Thượng. Số quà này do gia đình ông Nguyễn Văn Hảo và bà Trần Thị Lo, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa hỗ trợ, trị giá 250.000 đồng một phần. Tiếp đó, Hội Phụ nữ huyện đã hỗ trợ 5 kg rau củ và trao tặng 200 phần quà cho bà con hai xã Đức Hòa Hạ và Đức Hòa Đông. Mỗi phần quà gồm gạo, trứng, gia vị do Hội Phụ nữ vận động các mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Tổng trị giá số quà được trao tặng là 110 triệu đồng. Với mong muốn giúp đỡ bà con nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành vượt qua khó khăn, cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, đại diện doanh nghiệp tư nhân Quang Phát Furix đã trao tặng 50 triệu đồng tiền mặt và 500 phần quà trị giá 100 triệu đồng để chung tay cùng huyện chăm lo cho các gia đình hộ cận nghèo đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành Nguyễn Văn Khải bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với doanh nghiệp tư nhân Quang Phát Furix khi dành sự quan tâm đầy trách nhiệm và ý nghĩa
cho các gia đình nghèo của huyện trong thời điểm khó khăn này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành cho biết sẽ chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương phân phối những phần quà nghĩa tình này đến tay người dân được nhanh chóng kịp thời. Thưa quý vị, giữ vững và mở rộng vùng xanh, vùng an toàn là phương án chống dịch mà các địa phương trong huyện Bến Lức đang thực hiện. Để làm được điều này, cần sự chủ động và đồng lòng của chính quyền và người dân, ghi nhận tại xã Thành Đức, huyện Bến Lức. Xã Thành Đức hiện có 2 chốt vùng xanh được thiết lập từ đầu tháng 8 để bảo vệ khu dân cư không bị dịch xâm nhập. Tại chốt kiểm soát vùng xanh của tổ dân cư nhà vườn ấp 5, những người trong khu dân cư ra ngoài không có lý do chính đáng đều phải quay về. Hiện tổ dân cư này có 95 hộ dân, đến nay chưa có trường hợp dương tính. Các lối ngõ được rào chắn, chỉ để một lối ra, bà con trong khu dân cư phân công nhau, có 5 người trực gác liên tục 24/24. Tất cả người lạ ra vào đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân, trừ những xe tải vận chuyển hàng hóa thiết yếu sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ. Để bảo vệ vùng xanh này, thì ở đây tụi tôi lập chốt này để chặn cho những người không phải nơi đây. Tất cả những người lạ không được vào vùng xanh. Mình hiểu cái từ ngữ vùng xanh đó, có nghĩa là cấm tất cả người lạ không được vào cái vùng xanh này. Để vào đây nhằm khi có những người lạ vô để lây nhiễm cộng đồng khu trong đây. Thành thử ra chúng tôi mới lập chốt này. Để tiếp tục thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh và tiến đến việc xóa hoàn toàn vùng đỏ về COVID-19 trên địa bàn, xã Thành Đức đã và đang huy động nhân dân trong việc cùng chung tay với chính quyền giữ vững vùng xanh an toàn dịch bệnh trong thời gian tới. Hiện nay xã là cũng thiết lập là các vùng xanh, các vùng không có dịch là đặt các chốt chặn ở các xã với liên ấp. Thì hiện nay là xã là thiết lập là 9 cái chốt là khóa chốt luôn, là coi như là khóa chốt luôn, không có dân không đi ra lại đường đó nữa, mà có 6 cái chốt mở để tạo điều kiện cho dân lưu thông trên các chốt này, là đều có là kiểm soát, là dân ra ngoài là có lý do chính đáng, thực sự cần thiết và có văn bản của chính quyền địa phương xác nhận thì mới được lưu thông qua các chốt. Để giữ vững vùng xanh không có nguy cơ vì dịch bệnh COVID-19, đòi hỏi từng người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời siết chặt các cửa ngõ ra vào giữa địa bàn thị trấn và các địa phương giáp ranh, thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh. Huyện Cần Đước tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế số lượng người ra đường, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu lương thực, hàng hóa thiết yếu cho người dân. Theo đó, người dân ai ở đâu ở yên đó, nếu có nhu cầu mua lương thực thực phẩm sẽ đặt hàng qua điện thoại của tổ cung ứng hàng hóa thời gian từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều trong 2 ngày thứ 3 và thứ 6. Sau đó, lực lượng tình nguyện các xã thị trấn sẽ chuyển hàng hóa đến từng hộ gia đình vào ngày thứ 5 và chủ nhật. Song song với mô hình cung ứng hàng hóa qua điện thoại, các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã thiết lập 25 điểm tiếp nhận hàng hóa của các tổ chức cá nhân đóng góp vận chuyển đến cho hộ nghèo khó khăn trong vùng cách ly phong tỏa, lực lượng công nhân ở trọ, bảo đảm không để người dân bị thiếu ăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Cần Đước là địa phương có vùng rau màu chuyên canh, chăn nuôi gia súc gia cầm với số lượng lớn, do đó huyện đã phát huy nguồn lực tại chỗ, vừa hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, vừa đáp ứng được nhu cầu về lương thực thực phẩm cho người dân thực hiện giãn cách. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất tháo gỡ khó khăn, tăng hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, trong đó tập trung vào 4 nhóm giải pháp: duy trì ổn định sản xuất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 3 tại chỗ, hỗ trợ tài chính tín dụng và ứng dụng công nghệ thông tin để chống dịch. Cụ thể, thành phố kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh ưu tiên các hoạt động sản xuất, nhất là mặt hàng nông sản, để không đứt gãy nguồn cung ứng về thành phố, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lương thực thực phẩm. Như vậy, cần tháo gỡ cả hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tạo thuận lợi cho lưu thông. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực lương thực thực phẩm cũng cần được ưu tiên tín dụng để thu mua, dự trữ nguyên vật liệu. Với những khó khăn của doanh nghiệp sản xuất theo mô hình 3 tại chỗ, thành phố kiến nghị hỗ trợ giảm chi phí điện sản xuất, điện sinh hoạt cho công nhân như khu cách ly, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19, tiêm vaccine cho công nhân và được ưu đãi tăng hỗ trợ về tín dụng. Còn các doanh nghiệp nói chung thì được giảm từ 30-50% tiền thuê đất năm 2021 tùy từng đối tượng. Thành phố cũng đề nghị doanh nghiệp được khấu trừ chi phí phòng chống dịch COVID-19 trong các khoản nộp ngân sách. Ngoài ra, cần khai thác hiệu quả các nền tảng ứng dụng công nghệ hiện có sao cho thống nhất, đồng bộ để tăng hiệu quả phòng chống dịch. Sau khi ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã tổ chức cuộc họp khẩn để tra soát lại công tác phòng chống dịch, đồng thời tìm giải pháp đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 8, toàn bộ cán bộ công chức viên chức các sở ngành và các địa phương của tỉnh An Giang thực hiện làm việc tại nhà. Ngoài trừ lực lượng công an, quân sự và y tế làm nhiệm vụ phòng chống dịch, chỉ cho phép trưởng hoặc phó trưởng công an đơn vị đến cơ quan để giải quyết công việc. Yêu cầu các quận, thị xã, thành phố siết chặt hơn nữa việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không để người dân ra đường không lý do chính đáng, tổ chức tuần tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, kiểm soát chặt các phiếu đi chợ ở các chợ truyền thống, không để phiếu trở thành giấy thông hành hợp pháp. Nơi nào dịch bệnh còn phức tạp, xuất hiện ổ dịch nguy hiểm, cần phong tỏa 24/24 giờ để sàng lọc, bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng. Người dân không ra khỏi nhà, địa phương thành lập các tổ đi chợ đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân. Phấn đấu đến ngày 25 tháng 8, toàn tỉnh sẽ đẩy lùi được dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Sinh sống và làm việc tại Pakistan, nhưng anh Abdul Hakim đang rất lo lắng về tình hình ở quê nhà sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Sinh ra tại Gades ở Afghanistan, nhưng năm 9 tuổi, anh Abdul Hakim đã cùng gia đình phải rời bỏ quê hương, nhập cư vào Pakistan do hàng chục năm nội chiến tại Afghanistan. Cũng giống như anh, nhiều người dân Afghanistan xa tổ quốc lo ngại rằng khi Taliban lên nắm quyền sẽ áp dụng trở lại các luật lệ cai trị hà khắc, làm thụt lùi những nỗ lực suốt 2 thập kỷ qua của người dân nơi đây. Có thể sẽ có hòa bình, tỷ lệ tội phạm sẽ giảm giống như thời kỳ trước năm 1995. Thế nhưng tôi lo sợ rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao và nhiều người sẽ tìm cách rời bỏ quê hương. Đây cũng là lo ngại chung của nhiều người di cư Afghanistan đang sinh sống ở Ấn Độ. Chưa biết điều gì sẽ đến với người dân Afghanistan trong thời gian tới, nhưng chắc chắn rằng với mỗi người Afghanistan, dù sống tại bất kỳ đâu trên toàn thế giới, đều hy vọng vào một tương lai hòa bình ấm no cho quê hương xinh đẹp của mình. Tiếp nối nhiều quốc gia, giới chức y tế Anh đã quyết định cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong khi đó, Mỹ cũng đang xúc tiến các thủ tục để có thể tiêm mũi tăng cường cho người dân. Trước đó, Anh đã cấp phép tiêm vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Hiện London cũng cân nhắc cấp phép tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech cho thanh thiếu niên độ tuổi 16 đến 17. Còn tại Mỹ, Pfizer-BioNTech đã gửi dữ liệu nghiên cứu lâm sàng sơ bộ lên cơ quan y tế Mỹ để đề nghị cấp phép tiêm mũi thứ 3 tăng cường cho tất cả người dân. Kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 cho thấy lượng kháng thể tăng cao đáng kể so với lượng kháng thể hình thành sau khi tiêm mũi thứ 2. Pfizer-BioNTech cho rằng liều tăng cường giúp giảm tỷ lệ lây nhiễm ở những người đã tiêm trước đó và kiểm soát tốt hơn sự lây lan của các biến thể. Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc thông báo tàu thăm dò sao Hỏa của nước này vẫn đang hoàn thành tốt sứ mệnh khám phá theo kế hoạch và thu thập được nhiều dữ liệu khoa học quan trọng về sao Hỏa. Thông báo cho biết tàu thăm dò Chúc Dung đã hoạt động tổng cộng 90 ngày tại sao Hỏa, tương đương 92 ngày trên trái đất, di chuyển tổng quãng đường gần 900 mét và thu thập khoảng 10 GB dữ liệu khoa học, trong đó gồm nhiều ảnh về bề mặt của hành tinh này. Hiện hoạt động phân tích và kiểm tra chất lượng dữ liệu đã được hoàn tất và sẽ mở đường cho việc tìm hiểu liệu có từng tồn tại một đại dương cổ đại trên sao Hỏa hay không. Tàu Chúc Dung vẫn đang tiếp tục hoạt động thăm dò cùng một số nhiệm vụ khác. Các nhà khảo cổ Italy mới đây đã phát hiện một bộ hài cốt được bảo quản trong tình trạng tốt và có thể giúp làm sáng tỏ đời sống văn hóa tại thành phố cổ đại Pompeii thời La Mã. Bộ hài cốt được tìm thấy là của một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong ngôi mộ của niên đại từ những thập kỷ cuối cùng, trước khi thành phố Pompeii bị vùi lấp. Đây là một trong những bộ hài cốt được bảo quản tốt nhất từng được phát hiện tại khu vực tàn tích của Pompeii, với dấu hiệu của tóc và tai vẫn còn trên hộp sọ. Hiện các nhà khảo cổ đang nghiên cứu liệu người đàn ông này có được ướp xác trước khi chôn cất hay không. Ngoài ra, nội dung ghi trên bia mộ cũng cho thấy bằng chứng về việc các vở kịch từng được biểu diễn tại Pompeii bằng tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Latin, qua đó thể hiện đời sống văn hóa sống động và cởi mở tại đây. Pompeii từng là nơi sinh sống của khoảng 13.000 người trước khi bị vùi lấp do núi lửa phun trào vào năm 79.
Vừa rồi là bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.